này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello Happy, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ chơi server nè. Và nếu như mà các bạn thích Happy chơi server thì hãy nhớ like và share cho Happy, để Happy có động lực được làm những clip server cho các bạn xem nha. Thì bây giờ thì Happy sẽ giới thiệu từng gọi là map cho các bạn xem nha. Thì đầu tiên là cái này đi sinh tồn nè, cầm cái rìu đi chặt cây nè. Còn cái này á, cướp biển, ok. Còn cái này là đập nút chi lắp mà quýnh nhau nè. Còn cái này là chơi đập giường, ok. Còn cái này á, chơi sinh tồn quýnh nhau luôn. Cái này là sinh tồn cây lắp. Còn cái này đi đào, đào mỏ, đào kim cương, rồi đào đào đá, đào đào vàng rồi. Và tiếp theo đó chính là cảnh sát, làm tù nhân rồi đó. Còn ở đây là lính, lính. Còn này ông cầm kim cương. Ôi, Happy vô cái map này Happy chơi nha. Ok, vô thôi. Wow, Happy vô rồi nè các bạn ơi. Ui, mấy bạn thì có xe đạp chạy nữa nè. À, cái chỗ này nè, Happy biết nè. Cái chỗ này là mình mua xe đạp nè các bạn. Ui, có mấy cái chiếc xe đạp mấy bạn này phóng dèo chạy luôn. Thì bây giờ Happy sẽ mua một cái chiếc xe đạp nha. Ô, màu cam, thôi kệ đi, miễn sao có xe đạp chạy được rồi. Rồi bây giờ Happy sẽ chạy về đồn. Ok. Nếu như mà mình quýnh kiểu là mình quýnh nhau á thì mình sẽ bị bắt á các bạn. Tí mình sẽ cho các bạn xem những cái các bạn kia, mấy cái bạn kia kìa, quýnh nhau á cái bị bắt á. Rồi bây giờ coi nè, Happy đã làm cảnh sát rồi. Rồi Happy đã làm cảnh sát thì sao? Happy sẽ đi coi. Ok, chiếc xe màu xanh này lấy luôn. Ok, lấy luôn rồi. Rồi thì bây giờ Happy sẽ đi coi ai mà kiểu như là không hòa đồng mà quýnh nhau á. Kỳ có hai bạn đó đi chung với nhau thì Happy đang đi khám phá. Và chiếc xe đạp của Happy chạy cũng không được nữa, tại vì nó giật á các bạn. Có chiếc xe kìa, leo lên chạy đi bạn ơi. Ok, bạn đó đi mua đồ hả? Mua đồ để Happy lỡ Happy mua luôn nha. Đây là bán gì đây? Ai bán đồ ăn? Mà Happy có đồ ăn rồi nè. Apple, cupcake, potato, ok. Ông nào bán gì đây? Bán thịt với táo luôn hả trời. Còn cái cô này, ủa? Cái vậy? Oh my god, bán kim cương đây mình. Và bán ngọc lưu ly. Rồi, để mình đi tham quan mấy cái chỗ này nha. Trời ơi, mấy cái chỗ này rất là đẹp luôn. Rất chi là đẹp. Happy cũng không biết sao mà xây ra được cái chu này nữa. Cái ly sao mà để dưới đây ta? Rồi, khám phá xong thì bây giờ Happy sẽ đi ra nha. Ở đây cái cửa, hai cái cửa luôn. Oh my god. À da. Ok, bây giờ Happy đi khám phá xong rồi thì bây giờ Happy sẽ leo lên đây. Happy còn phải đi coi mấy cái khu này với các bạn. Happy phải đi coi mấy cái khu này á, cho Happy để Happy quen á các bạn. Bán quần nè, bán quần áo nè, vô mua luôn nha. Trước tiên phải đậu xe cho ngay ngắn lại cái coi. Ok, đậu dây được rồi. Và đi vào, wow, ai da, tự nhiên lên cầu thang luôn. Oh my god, quần nâu nè, quần xanh, green. Cái quần này Happy màu tím, nhưng mà màu tím đen đen á. Còn cái này là màu xanh y như cái quần green luôn. Ok, còn cái này là cái này là màu xám xám. Ok, nhưng mà Happy không có thích. Trời, cái này để cho con trai mặc nó mới hợp, chứ ai đâu mà để con gái mặc. Trời ơi, đường này đường đi ra luôn. Hai đường đi ra luôn hay. Ok, lên này. Oh my god. Wow, áo cần cute không? Để Happy coi Happy có đủ tiền mua không nha. Ôi, Happy không có đủ tiền. Happy chỉ mới có 20 xu và không có mua đủ. Cái này tới 100 xu lận. Buồn quá à. Không sao hết, để bây giờ. Để Happy giờ. Để dành xu á các bạn. Ok. Nếu như mà mình quýnh nha thì mình sẽ bị bắt vô tù. Bắt vô tù á các bạn. Các bạn muốn coi không? Đây, Happy sẽ cho bạn coi. Ấy da. Hỏi chạy xe luôn đi. Đây. Có bạn nào không ta? Đây, bạn này đây. Ủa, bạn này trong đấy hả? Đúng rồi. Nè, Happy quýnh nè. Ấy da, ủa sao Happy leo không được ta? Oh no, Happy đã bị bắt rồi các bạn ơi, các bạn thấy chưa? Rồi, các bạn thấy chưa?
Happy đánh một người thôi là Happy sẽ bị bắt. Rồi Happy đi hết đường luôn nè các bạn ơi. Happy đã bị cảnh sát bắt lại rồi. Tha cho tôi đi. Rồi Happy đã bị bắt trong tù rồi các bạn ơi. Nè có mấy cái bạn ở chung tù với Happy nè các bạn thấy không? Rồi thì bây giờ Happy sẽ đi review cho các bạn xem cái nhà tù nha. Ở đây là có con cá sấu kì, thấy ghê quá. Sao mà không có cửa rào gì hết, mà nó đâu có nhúc nhích được đâu, mà cũng dễ thương quá ha. Rồi tiếp theo cái này thì không có gì hết. Cái này hay bị quýnh nhau đó các bạn, hay đi quýnh nhau. Còn cái này là Happy biết. Cái này sắc ướt kìa. Happy nhìn cái tới Happy không ngủ được á. Trời ơi. Còn ở đây là lính cứu hỏa hay gì? Ok. Ở đây là lính cứu hỏa nè. Còn ở trời ơi mấy bạn này quýnh quá trời luôn. Đây thì không có gì hết. Rồi có như đó thôi. Rồi bây giờ mấy bạn này ra quýnh nhau không? Đừng quýnh Happy nghe. Happy không có làm gì hết á. Rồi thì cái tù chỉ có vậy thôi đó. Wow, cái tù này cũng rộng quá các bạn ơi, nhưng mà nước ở trên đây nè. Quýnh Happy hả, gặp sai người rồi. Sao bạn này quýnh đau quá? Quýnh đi đâu vậy? Dạ quýnh Happy bạn này nữa hả? Quýnh Happy. Trời ơi, quýnh Happy luôn à. Bạn này đứng lên. Ôi da, đau quá. Quýnh hồi sợ cảnh sát bắt quá các bạn ơi. Quýnh lại cho đỡ tức coi. Ủa quýnh không được ta. Happy quýnh lần này không được. Ôi trời, Happy đang bị lát các bạn. Oh no, còn nửa máu. Ok quýnh luôn đi các bạn. Rồi xong đó, Happy đã bay nào rồi đó các bạn thấy chưa. Ok. Happy cuối cùng Happy cũng đã đi ra ngoài rồi. Kìa bây giờ đi ra ngoài. Chiếc xe chạy. Happy lên xe không kịp rồi các bạn ơi. Sống trong tù rất là chán luôn nên bây giờ Happy sẽ chuyển mát nha các bạn. Ok, chuyển mát thôi. Các bạn ơi thì hiện tại Happy chuyển qua mát mới luôn nha các bạn. Tại vì cái mát đó Happy thấy rất là ít luôn. Thì bây giờ Happy sẽ chơi một cái mát Happy cực kỳ là thích luôn. Không phải là cái mát này Happy chơi rồi nha. Tại vì Happy thích bắt cua nha. Nhìn ở đây nè các bạn thấy không, phóng qua là Happy đã biết bắt cua rồi. Thì bây giờ Happy sẽ vô cái map bắt cua này nha. Mong là Happy sẽ giành chiến thắng chứ đừng có thua. Ok, tại vì Happy bắt cua nhanh lắm. Vô thôi, ok vô rồi. Cái này là chạy đua nè. Còn cái này là mình bắt cua bình thường thôi. Cái này là mình bắt cua chạy đua, bắt cua đua. Còn đây là bắt cua bình thường. Thì với cái trình độ của Happy thì các bạn biết rồi đó. Thì Happy sẽ chơi cái map khác. Rồi bây giờ Happy sẽ chọn đại một cái màu nữa nào. Map nhà già, map nhìn nhà cũng đẹp quá hả. Vô luôn. Ok level 1. Đây, ok, vô luôn. Rồi, bắt đi đâu? Bắt ở đây hả? Trời ơi, cái này nó dễ quá. Sao mà mấy bạn này bắt bắt cái gì vậy trời. Để từ đây sống xuống luôn. Ok, tiếp qua bài tiếp theo. Tính ra cái này dễ lắm luôn các bạn. Còn mấy bạn kia còn đi sao nữa thì trời ơi, nó cứ hiện lên che cái màn hình đó các bạn. Nên hay bây giờ mà bắt được. Các bạn có thấy gì không các bạn? Ơ da, ủa sao nó qua nhìn nó giống như Trang luôn á. Không phải. Hay bây nhìn cái mát đó các bạn. Giống như Trang nhưng mà trời ơi, nó bị thoát luôn rồi. Thôi bây giờ hay bị lựa cái mát khác hay đi chơi nha. Đi vô đây rồi lựa cái mà gì đó đi. Ok, lựa cái mắt này đi. Mắt hang này cũng đẹp quá. Này luôn, vô thôi. Vô luôn. Ok, cuối cùng Happy cũng đã vô mắt. Thì bây giờ Happy sẽ bắt cua nha. Cua ơi, hơi quá chưa chết. Hơi quá chưa bay nào các bạn ơi. Tại vì Happy bắt cua rất là ghê. Hên quá. Ok, qua nè. Nó hơi khó tại vì nó dính lại. Không có dính lại là Happy bắt như bình thường luôn. Xa thì Happy mới bắt được. Oh my god, Happy không làm gì luôn. What the heck. Hình như đụng vô cái tường mà mình bay màu á các bạn.
Happy nghĩ là vậy. Ok. Hình như Happy bị lá. Ôi da, ôi ôi. Rồi xong luôn. Giờ Happy bắt nhanh luôn nè. Ê. Thôi quá. Thôi quá, mấy bạn này cứ bắt chen chen trước mặt Happy hoài. Happy không có thể nào mà bắt lắm. Ok. Như này, như này. Ú, hình trái tim luôn ha. Ok. Ơi. Ok. Với cái trình độ cái đầu của Happy thì Happy cuối cùng đã bắt được. Ô, cái này cao nè. Happy nghĩ là nó chỉ cao thôi chứ không có gì khác biệt hết á. Hình như mình té xuống là mình bay màu các bạn. Ô, mình bắt rất là xa luôn. Cao á với lại mà xa á mình mới bắt được nha các bạn. Cái mặt như vậy là Happy không có bắt được. Ok. No way, no way. Ok, ok. Cái này là lần đầu tiên Happy Happy bắt cua trong cái map này luôn á các bạn ơi. Ok. Nhưng không sao, với cái đầu thông minh của Happy thì Happy đã bắt được. Mấy anh ti té rồi. Ok. Wow, nét. Mấy bạn này sao mà bắt trước Happy quá trời luôn nè. Ú, nhảy qua đó hả ta? Ừ đúng rồi, nhảy qua nó luôn đi cho nó nhanh. Biết gì hồi nãy Happy đứng rồi, Happy phóng qua đây. Nhưng chắc phóng không được đâu mà phóng. Vậy mà đòi nói nữa. Ok, về đất. Nét. Ồ mà chưa có về đất đâu. Nãy Happy tuốt dưới lần cái lên đây, cái xong lên đây. Hí, ơi. Thôi quá chưa bay màu các bạn à. Ok, ok, ok. Oh no, cái mèo này. Cái hàng này Happy không có bắt được. Trời ơi, nó tớ thiệt chứ. Cái khúc mà dính nó dưới đất á. Không bắt được với cây. Ok, ở đây, ở đây. Ôi. Oh no. Cái này là Happy phải bắt chậm đó. Hơi bị khó. Ok, mấy bạn nó còn ở dưới chân Happy nữa kìa. Hồi nãy đi trước Happy luôn mà. Bây giờ đi sau Happy luôn. Happy thấy cái khúc này nó hơi bị xa rồi đó nha. Chưa thấy cái khu nè. Chưa thấy cái đất luôn. Ồ. 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 Hơi nó chưa bay màu. Ok. 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 Trời ơi xong chưa. Ok. Xong rồi. Wow. Rồi xong chứ lại từ đầu luôn các bạn ơi. Mà Happy đã bắt cô xong luôn rồi. Ok. Và bây giờ Happy sẽ đi đua luôn nha các bạn. Happy là thấy Happy bắt rất là giỏi luôn rồi đó. Rồi bây giờ Happy sẽ đi vô thấy nha. Ồ tình hình rất là tình hình luôn. Rồi bây giờ Happy sẽ đi bắt cua đua nè. Oh what the hell, cái gì vậy? Nó đang bị lát các bạn ơi. Tình hình rất là tình hình nên bây giờ Happy sẽ vô lại tại vì nó đang bị lát. Ok giờ mới hết lát. Oh my god, Happy đã thắng luôn rồi các bạn ơi. Trời đất ơi, vừa vô là mấy bạn đó lột thoát kem ra cho Happy thắng. Nhưng không, Happy tình hình rất là tình hình nên bây giờ Happy phải bắt cua cho bằng được. Ây da, có mấy cái khói này ở đây. Trời ha, lẹ đi trời ơi. Chắc Happy bắt nhất luôn quá tại Happy bắt nhanh. Nhảy xuống dưới đây nè mấy bạn. Ai đâu nhảy trên đó. Có mình Happy mới nhảy trên đó. Hi. Thì tình hình rất là tình hình luôn nha các bạn. Có rất là nhiều bạn dẫn trước Happy. Tính ra Happy bắt trước luôn á. Nên tình hình rất là tình hình luôn ơi. Mỗi lúc mà Happy nhảy vô cục slam lúc nào Happy cũng bay mạng. Nhảy lên cái bị hộp chứ không chơi được. Tình hình rất là tình hình. Okay, okay. Giờ bắt ở trước hả trời. Ủa đâu? Tao ơi bắt ở đây nè ba. Ai đâu đi bắt đâu, có mình tôi bắt ở đó các bạn. Có mình nè bay bắt đó. Ok. Quanh đây. Ớt. Em đào. Yeah. Còn có còn có 5 phút 8 mấy. Ok, không có nhảy lên đó mà người ta nhảy lên đây mà. Mà Happy đi nhảy bên đó. Tình hình rất là tình hình luôn rồi.
Abby thấy thời gian nó trôi nhanh. Ok, lẹ mọi người ơi. Ok, thắng rồi. Happy win. Wow, Happy đứng nhất luôn á các bạn ơi. Trời ơi, Happy đứng nhất luôn rồi. Các bạn thấy Happy ghê không? Tình hình rất là tình hình luôn, nên Happy mới giỏi vậy đó. Và nếu như mà các bạn thích cái clip mà Happy gọi là chơi server nữa thì hãy nhớ like và share cho hai mình nha, cho Happy nha. Và giờ thì bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.